Tiếp tục là chuyên mục unbox những đôi giày giá rẻ cho các bạn đây. It's Virgil. Chiu. Tất này. Cái đôi giày dành cho người siêu lười luôn. Đó, nó có một cái thiết kế khá là bụi bặm với những cái đường nét te tua như vậy. Phần đế sẽ là gỗ và cao su đan xen lẫn nhau nhá. Đi giày mà chỉ mất có vài giây. Nhìn nó đơn giản thế này thôi nhưng mà đúng chất bụi bặm luôn ấy. Giày đi o nhưng mà thiếu mất chữ R, lạ nhờ. Phần da ở bên ngoài được làm rất là sáng và mịn. Đặc biệt là cái đế của nó rất là êm nhá. Màu trắng trơn thì phối đồ rất là dễ rồi. Những vít sau mình sẽ cho nó xuất hiện nhiều hơn nha.